Chào mọi người nha, bữa nay tiếp tục là đóng đơn thực dược gửi đi xa mọi người. Dạo gần đây thực dược anh chị dí dữ quá cho nên là cây không kịp ra rễ anh em. Cây không, cây mẹ thì không kịp lên nhánh, mà cây dâm thì không kịp ra rễ. Bởi vậy cho nên là bây giờ cái này là mình giới thiệu cho mọi người nghe, đây là cái thằng tím lùng này, gọi là tím phượng hoàng á. Cách đây không phải gọi là tím nữa nè, gọi là đỏ, gọi là đỏ tím thì nó sẽ đúng hơn. Còn cái này là trắng tím nha, trắng tím gọi là được liệt vô màu ngoại. Nhưng mà chỗ mình nó thì ông ngoại ông nội gì giá như nhau hết nên anh em không có khác giá. Ở chỗ mình dễ thương, thân thương như vậy đó. Ngoại nội, ông nội, ngoại gì cũng giá một giá thôi. Có người, mình tiết lộ là nhiều người là họ bán 5.000. Đó, 5.000 nha, chứ không phải ít đâu. Mình thì đồng giá như nhau, đồng giá nội. Còn cái đây là màu màu móc biến nè mọi người. Gọi là màu móc biến. Cái bông tổ ong rất là đẹp. Năm ngoái mình bấm ba cơ, trời ơi mấy chục cái bông luôn, nhìn lung linh sắc màu rất là đẹp. Mình quay cho vui để mình khoe anh em thôi nha, chứ anh em đừng có thấy anh em đặt hàng không có hàng để mình giao nha anh em. Cái này là nói nghiêm túc thôi chứ không phải nói đùa đâu, tại vì năm nay cái thứ nhất là cái giống nó chết hơi nhiều. Thứ hai là cái nhu cầu nó cũng kiểu nó hơi đột biến tí xíu, cho nên là cũng khá là vất vả trong cái công tác làm giống để cung cấp cho mọi người. Nên mình khoe thôi. Giờ thôi mình kết thúc cái video này nghe anh em.